Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại tượng đài Nghĩa sĩ Cần Duột, huyện Cần Duột, Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 160 năm trận công đồn Tây Dương 16 tháng 12 năm 1861, 16 tháng 12 năm 2021. Đến dự lễ kỷ niệm có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh và địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Phạm Tấn Hòa ôm lại ý nghĩa lịch sử của trận công đồn Tây Dương 16 tháng 12 năm 1861, 16 tháng 12 năm 2021 và sự hy sinh oanh liệt của những nghĩa sĩ nông dân Cần ruột 160 năm trước. Sau khi ngọn hỏa hồng Nhật tảo của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nhấn chìm tàu Pháp, làm bừng lên khí thế đánh giặc khắp gia định. Là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước, Cần ruột để lại dấu ấn của mình trên mỗi chặng đường lịch sử. Trận tập kích đồn Tây Dương vào đêm rằm tháng 11 năm Tân Dậu là dấu son chói lọi. Từ trận đánh lưu danh thiên sử này, lần đầu tiên hình ảnh người nông dân bước lên đài lịch sử qua án văn bất hủ, văn tế nghĩa sĩ gần ruột của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Đến nay, án văn bất hủ này đã trở thành một tác phẩm văn học độc đáo là bản anh hùng ca của người nông dân Nam Bộ, khích lệ cao độ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân ta trong hoàn cảnh bị thực dân xâm lược lúc bấy giờ. Tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của người nghĩa sĩ nông dân trong cảnh nước mất nhà tan được Nguyễn Đình Chiểu ghi tạc vào văn tế nghĩa sĩ Cần Duột với hình ảnh thật bi tráng. Từ trận đánh lịch sử đến hình ảnh bất tử trở thành biểu tượng của người nông dân Việt Nam anh hùng được khắc họa trong văn học. Tinh thần nghĩa sĩ Cần Duột, tinh thần người nông dân yêu nước này được tôn vinh thành công trình nghệ thuật tượng đài nghĩa sĩ Cần Duột tại trung tâm thị trấn Cần Duột, nơi đây đã trở thành điểm đến giáo dục truyền thống kế thừa và phát huy sức mạnh từ quá khứ để tạo nên nền tảng tinh thần vững chắc làm động lực cho địa phương trong thời kỳ phát triển và hội nhập